Kính thưa quý Phật tử và các bạn, ngược dòng thời gian trở về cách đây 2646 năm về trước, vào ngày trăng tròn tỏ dạng của tháng Vê Sắc thiêng liêng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc sự Ấn Độ cổ đại, nay là Nepal. Đức Phật đản sinh đã trở thành một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Ngài là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nhân mùa Phật đản thiêng liêng Phật lịch 2566, dương lịch 2022, được sự hứa khả trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng. Những ngày vừa qua, các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa thành tâm sắm sửa vật thực trai nghi, thành kính đặt bát cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni Chùa Ba Vàng. Hôm nay, được sự hứa khả trên Sư Phụ, Quang Quân cũng như đại diện các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa được lên núi Bồ Đề để đặt bát cúng dường chư Tăng, những người đang tu tập thực hành hạnh đầu đà cao quý nơi khu rừng sâu của núi Bồ Đề. Và như quý vị và các bạn có thể thấy, hiện tại Quang Quân cùng đại diện các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đang có mặt tại núi Bồ Đề, nơi có cây Bồ Đề do chư Thiên trồng. Và cũng chính tại ngọn núi này, trong tương lai gần sẽ xây một ngôi bảo tháp để thờ phụng Đức Phật, kinh điển cũng như xá lợi của Đức Phật. Được lên núi Bồ Đề đặt bát cúng dường chư Tăng là một điều vô cùng ý nghĩa và đặc biệt, đúng không ạ? Hiện tại Quang Quân đã nhìn thấy hình bóng của chư Tăng đang thong dong ôm bình bát đi khất thực theo lời cầu thỉnh cúng dường của quý Phật tử. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng hướng tâm tham gia buổi lễ. Một bát cơm ngàn nhà, đơn thân vạn dặm xa, mắt xanh người nhìn in, hồi đường mây trắng qua, cào bò dâu xuống to, khoác cả xa hoài sóc, sông chê ngự thành cao, thân khẩu ý an tình. Bát bình khắp mọi nhà, chẳng thèm luyến thức ăn, nhiệt thụ các hữu tình, không phân biệt hèn sang. Thơ thương chư tham đắm, ngã mạn cùng si mê, từ bi hăng bình đẳng, chúng sinh khắp muôn loài. Một bát cơm ngàn nhà, đơn thân vạn dặm xa, khất thực bình bát phước, lợi ích khắp nhân thiên, xuất gia cầu thánh đạo, bình bát phước mọi nhà, phá trừ các tà kiến, thuyết pháp độ chúng dặm xa, khất thực bình bát phước, lợi ích khắp nhân thiên, xuất gia cầu thánh đạo, bình bát phước mọi nhà,
phá trừ các tà kiến, thuyết pháp độ chúng sinh. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, coi rừng là nhà, rời xa những vật chất tiện nghi nơi đời. Chư Tăng chùa Ba Vàng sống thiểu dục tri túc, ngủ dưới gốc cây, mặc ba tấm y, ngày ăn một bữa bằng sự bố thí cúng dường. Đó là hiện thực đời sống tu hành của Chư Tăng chùa Ba Vàng. Trước tấm lòng thành kính của các Phật tử, Chư Tôn Đức Tăng đã trì bình khất thực, thọ nhận sự cúng dường. Hình ảnh bóng huỳnh y thấp thoáng trong tán lá rừng, những bước chân trần tự tại, tay ôm bình bát khất thực thật đáng tôn kính. Từ sự xuất bát cúng dường này, các Phật tử mong nguyện Chư Tăng có sức khỏe, tu hành sớm vào thánh quả, giữ gìn chính pháp trụ lâu dài ở thế gian để cứu khổ cho chúng sinh và làm lợi ích cho muôn loài. Chương trình lễ đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản đã hoàn mãn. Mong nguyện với công đức xuất bát cúng dường Chư Tăng, các Phật tử sẽ được tăng trưởng phước lành, sở cầu như ý và sớm có nhân duyên được xuất gia thực hành hạnh đầu đà cao quý. Kính chúc quý vị đón mùa Phật đản thật an vui, thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu tập và được chở che dưới ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.